Thưa quý vị, thị trường bất động sản phát triển với tốc độ rất nhanh những năm qua, một phần do nhu cầu đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường này đang nguội lạnh do bị đẩy giá quá cao, vướng pháp lý, khiến niềm tin của nhà đầu tư chững lại. Đánh giá về khả năng tăng trưởng của thị trường, Horea cho biết dấu hiệu phục hồi sẽ rõ nét từ nửa cuối năm 2024 trở đi. Nhiều chuyên gia dự báo thời điểm để bất động sản có thể cải thiện rõ nét hơn là sau quý 2 sang năm. Khi lãi suất ngân hàng giảm sẽ tác động rõ nét tới thị trường. Thời điểm hiện tại, từ nay đến đầu sang năm, việc hạ lãi suất điều hành sẽ khó khăn. Nguyên nhân không nằm ở lạm phát mà vấn đề cơ bản là áp lực tỷ giá. Nếu tỷ giá tăng cao quá, không chỉ là dòng tiền mà bản thân doanh nghiệp sẽ rất khó khăn. Vẫn phải chấp nhận mức độ mất giá của đồng tiền Việt Nam nhưng không thể quá cao. Đánh giá về khả năng tăng trưởng của thị trường, Horea cho biết dấu hiệu phục hồi sẽ rõ nét từ nửa cuối sang năm trở đi, bởi vì vấn đề pháp lý, vướng mắc lớn nhất đang được cơ quan nhà nước tháo gỡ bằng các dự thảo luật sửa đổi, gồm luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Hàng trăm dự án cũng đang được gỡ khó, cùng với việc các chủ đầu tư tái cấu trúc, cơ cấu lại sản phẩm và giảm giá nhà sẽ cùng giúp thị trường có triển vọng hồi phục. So sánh với năm 2017 là đỉnh của thị trường bất động sản, sau giai đoạn khủng hoảng đóng băng 2011-2013 và phục hồi tăng trưởng trở lại từ năm 2014, đã cho thấy rõ là thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh kể từ sau năm 2017 đã liên tục bị sụt giảm nguồn cung và kể từ năm 2020 còn bị lệch pha sản phẩm nhà ở, lệch về phân khúc nhà cao cấp dẫn đến tình trạng giá nhà tăng liên tục cho đến nay. Mặc dù thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn, nhưng hoàn toàn có căn cứ để khẳng định chắc chắn về triển vọng phục hồi trở lại và tiếp tục tăng trưởng theo định hướng phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp, dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14-N15, đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy. Đây chính là những dự án vi phạm về xây dựng, nhồi thêm tầng cao, góp phần băm nát tuyến đường Lê Văn Lương mà truyền hình VOV đã nhiều lần đề cập. Liên quan đến ô đất N14-N15 đường Lê Văn Lương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ô đất có tổng diện tích 12.560,6m2, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 11 tháng 8 năm 2016. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, có phát sinh đơn thư. Căn cứ báo cáo của Thanh tra thành phố về việc xem xét đơn thư, tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo về việc dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Về việc xử lý các nội dung tồn tại của dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao các sở, ngành rà soát quy định hiện hành để tham mưu đề xuất. Được biết, hồi tháng 5 năm 2022, Thanh tra Bộ Xây dựng công bố kết luận thanh tra số 39, trong đó chỉ giao một số lô đất bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu chậm tiến độ nhiều năm, bỏ hoang lãng phí. Cùng với đó, kết luận chỉ ra loạt vi phạm trong quy hoạch xây dựng các dự án cao ốc hai bên tuyến đường này. Theo kết luận thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng, hàng loạt các dự án được điều chỉnh nâng tầng sai quy hoạch trên tuyến đường Lê Văn Lương, thậm chí có những dự án bị điều chỉnh nhiều lần theo hướng thay đổi chức năng sử dụng đất, nhồi thêm tầng cao. Đơn cử dự án Manhattan Tower sau 4 lần điều chỉnh sai quy định đã tăng số tầng trung bình từ 5 lên 30 tầng, làm tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người. Dự án Times Tower của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội điều chỉnh tăng tầng cao từ trung bình 7 tầng cùng 1 tầng kỹ thuật, 1 tùm thành 25 tầng, mật độ xây dựng từ 56,7% thành 59,5%, tăng thêm dân số 680 người. Dự án Handy Resco Lê Văn Lương do liên danh Tổng Công ty Handico và Công ty Handy Resco là chủ đầu tư với 4 lần điều chỉnh, đã điều chỉnh từ đất ở thành văn phòng thương mại năm 2008, thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ năm 2012, một khối văn phòng lại thành tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ năm 2017, nâng từ 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người. Diện tích sàn xây dựng tăng thêm hơn 10.790m2. Dự án Hà Nội Centerpoint do Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư, điều chỉnh đất công cộng thành phố thành đất xây nhà ở cho thuê và đã xây thành nhà ở và tiếp tục bị biến thành hỗn hợp, văn phòng, dịch vụ và nhà cho thuê. Mật độ xây dựng dự án này tăng từ 26 lên 52%, tầng cao từ 15 tầng lên thành 32 tầng,
làm tăng thêm dân số khoảng 1.060 người. Tại dự án The Golden Palm, do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, điều chỉnh sai quy định từ đất ở thành dịch vụ thương mại, thành nhà ở mật độ xây dựng từ 51,7% với tầng cao điều chỉnh liên tiếp từ 9 lên 23, rồi lên 25 và sau đó lên 27 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng 914 người. Ở dự án công trình Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê số 19 đường Lê Văn Lương, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Đầu tư làm chủ đầu tư, đã được điều chỉnh sai quy định từ đất ở thành đất xây Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê, tầng cao từ trung bình 7 đến 9 tầng thành 16 tầng. Dự án tòa văn phòng Hood Tower điều chỉnh sai quy định trong xây dựng. Đất cho dự án này được điều chỉnh từ đất ở thành đất xây dựng văn phòng, khách sạn, thương mại, rồi biến thành tòa nhà văn phòng Hood Tower. Hệ số sử dụng đất tăng từ 3,1 lần thành 10,9 lần, tầng cao tối đa từ 16 tầng lên thành 32 tầng. Tòa Golden West do Công ty Việt Tradico làm chủ đầu tư, 3 lần bị điều chỉnh sai quy định, từ 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ từ 38% lên thành 47%, số căn hộ từ 352 căn thành 740 căn. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 7970 BCT-DTDL gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới thay thế cho quyết định số 28/2014/QĐ-TTg năm 2014. Theo văn bản của Bộ Công Thương, dự kiến biểu giá điện mới sẽ gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay, với bậc thấp nhất từ 0 đến 100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó, giá điện bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên được đề xuất là 3.612,22 đồng một kWh. Trên cơ sở thiết kế các bậc, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Cụ thể, giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 đến 100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp, chiếm 33,48% số hộ. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 đến 700 kWh và trên 700 kWh. Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101 đến 200 kWh và từ 201 đến 300 kWh. Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện. Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống, chiếm khoảng 98% số hộ, sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh một tháng trở lên, chiếm khoảng 2% số hộ là phải trả tăng thêm. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Tấn Nưng còn được gọi là Biển Hồ, được ví như viên ngọc bích giữa đại ngàn Tây Nguyên, là nơi cung cấp nước sạch cho người dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thế nhưng có hàng trăm tấn vỏ, bã chanh dây đang bị đổ thải trực tiếp ra khu vực giáp ranh, đe dọa gây ô nhiễm nghiêm trọng cho hồ. Theo ghi nhận của phóng viên, vào giữa tháng 8 năm 2023, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quiconac thuộc khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, có hàng trăm xe tải nối đuôi nhau chở vỏ, bã chanh dây mang đến địa phận xã Tân Sơn, giáp ranh với hồ Tấn Nưng để đổ. Trên đường di chuyển, nước, vỏ chanh dây chảy đổ dọc trên tuyến đường từ công ty đến nơi đổ thải. Tại nơi đổ thải, vỏ chanh dây cao như ngọn núi, thậm chí có nhiều bọc ni lông, bao nhựa vương vãi khắp nơi. Mùi hôi thối do phân hủy, côn trùng, ruồi nhặng rất dễ trở thành nơi nuôi dưỡng, phát triển của dịch bệnh truyền nhiễm. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Lưu Quốc Thạnh, người đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quiconac cho biết, công ty cho một bên khác số vỏ, bã chanh dây để làm phân bón. Thì cũng không phải là chất thải rắn đâu anh Luân ơi, cái này là phụ phẩm trong nghiệp thôi thì mình cũng được phép cho để làm phân bón đó anh. Qua ông Lưu Quốc Thạnh, một người tên là Phú, tự nhận là chủ khu vực đổ thải cho biết, vỏ, bã chanh dây tại đây không chỉ từ công ty Quiconac mà còn được lấy của nhiều công ty khác để làm phân bón. Cũng theo người này, họ là người dân, từ lâu xin vỏ về làm phân và không cần xin giấy phép. Em không phải là mà em xin một mình bên Quiconac anh, em còn xin nhiều chỗ nữa. Em lấy hết qua quanh quanh, em lấy dưới Na Phút rồi nữa anh, lấy quanh quanh tầm lâm mà.
Em muốn về em làm phân mà. Chỗ đó giờ xin cho phép làm gì đâu. Làm cho vui mình mà đâu phải đi làm cho công ty hay cái gì đâu mà xin cho phép. Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 504 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký ngày 22 tháng 9 năm 2020 cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Quiconac, khi đi vào hoạt động, đối với chất thải rắn sản xuất, công ty sẽ tự hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý trong ngày, hoặc tự chủ xe tải thu gom lượng phụ phẩm đến nơi xử lý tại bãi rác thành phố Pleiku. Ngoài ra, vỏ chanh dây được hợp đồng với các hộ trang trại chăn nuôi bò trên địa bàn để tiến hành thu mua. Thế nhưng, công ty trách nhiệm hữu hạn Quiconac đã không làm đúng như quy định trong báo cáo, mà lại cho người dân mang về làm phân bón. Ngày 2 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế của tỉnh Gia Lai đã ra thông báo số 59, giao cho Phòng Quy hoạch Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, đôn đốc nhắc nhở công ty Quiconac thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường và chủ động với các đơn vị sử dụng nguyên liệu từ vỏ, bã chanh dây để phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, cho tới đầu tháng 11 này, theo ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại hiện trường, cây cối tại các bãi đổ nguyên liệu đều không thể sống được. Cây thì vàng úa, cây thì trơ gốc, cây thì đổ gãy. Nước dỉ trực tiếp ra hồ Tân Nưng, nơi cung cấp nước sạch cho toàn thành phố Pleiku. Theo các nhà khoa học, rác thải tích lũy trong hồ sẽ làm giảm chất lượng nước. Nếu biển hồ bị suy thoái về chất lượng nước và bị bồi nông, thì sẽ làm hỏng một điểm di sản có giá trị và thành phố Pleiku sẽ mất nguồn nước sinh hoạt gần như duy nhất. Các cơ quan chức năng rất cần kiểm tra để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, có giải pháp khắc phục cũng như các chế tài phù hợp để răn đe các hành vi có nguy cơ hủy hoại môi trường. Giữ vững biểu tượng văn hóa du lịch của tỉnh Gia Lai, hơn nữa còn là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chuyển sang các tin tức khác. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 23 tháng 11, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể vẫn giảm từ 0,9 đến 3,2% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo dự báo, giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 23 tháng 11 có thể giảm khoảng 411 đến 656 đồng về mức 21.614 đồng một lít với E5 RON92 và 23.119 đồng một lít với RON95. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 26/2023 NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Tại tờ trình này, Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị giảm điều kiện về sản lượng của chương trình ưu đãi thuế để sản xuất lắp ráp ô tô. Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị xem xét kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam về việc điều chỉnh giảm sản lượng của chương trình ưu đãi thuế năm 2023. Về kiến nghị bổ sung một số mặt hàng phụ tùng linh kiện vào danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế suất MFN 0% của công ty ô tô Toyota Việt Nam, Bộ Tài chính cũng không đồng tình. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 cho các doanh nghiệp đang thuê đất trong Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Theo đó, việc giảm tiền thuê đất năm 2023 cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải được thực hiện theo quyết định 25/2023 QĐ-TTG ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng thuê đất tại Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023. Việc giảm tiền thuê đất 30% này không áp dụng đối với số tiền nợ của các năm trước và tiền chậm nộp nếu có. Theo phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng sẽ triển khai hàng loạt những dự án giao thông lớn và quan trọng, trong đó có công trình vượt sông Hàn. Theo đó, xây dựng tuyến đường Lê Duẩn kết nối với đường Đống Đa, tuyến đường Hoàng Hoa Thám thông ra đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng công trình qua sông Hàn kết nối từ khu vực đường Đống Đa Trần Phú sang đường Vân Đồn Trần Hưng Đạo,
tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài thông tuyến đường Hoàng Văn Thái, vành đai phía Tây 2 và đường tránh Nam Hải Vân, đồng thời tính toán các giải pháp kết nối cảng biển và ga Kim Liên. Theo quyết định 11/2023 thay thế quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, quy định tại khoản 1, 2, điều 4, Luật Phòng chống rửa tiền 2022. Vào ngày 21 tháng 11, Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance Triệu Trường Bằng đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức. Đây là một phần thỏa thuận dàn xếp pháp lý, trong đó sàn giao dịch này sẽ phải chịu với các khoản phạt với tổng giá trị hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, việc Binance thừa nhận sai phạm là một phần thỏa thuận dàn xếp với các bên liên quan, trong đó có cơ quan chống tội phạm tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ. Theo các công tố viên, thỏa thuận cho phép Binance chi trả 1,81 tỷ đô la trong 15 tháng và tiếp tục chịu tịch biên 2,51 tỷ đô la. Đây cũng là những khoản dàn xếp có giá trị lớn nhất trong lịch sử các cơ quan này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em. Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giao dịch tiền điện tử, đưa CEO CZ thành tỷ phú. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, một phần là do đã thực hiện những hành vi phạm pháp. Và đến nay, sàn giao dịch này cũng phải chịu một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử đất nước. Theo các tài liệu tòa án, những vi phạm của Binance bao gồm không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các tổ chức như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Iraq và Syria, cho phép khớp giao dịch giữa người dùng ở Mỹ và những tổ chức chịu lệnh trừng phạt của Mỹ ở một số nước. Từ nay về sau, Binance phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp. Bên cạnh đó, còn phải đánh giá những giao dịch đã thực hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi. CEO Changpeng Zhao, quốc tịch Canada, sinh sống ở nước ngoài, đã trực tiếp đến Mỹ nhận tội tại tòa án Seattle chiều 21 tháng 11. Theo thỏa thuận, CZ sẽ bị cấm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Binance và sẽ bị đưa ra xem xét mức án phạt trong thời gian tới. Báo New York Times đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất án 18 tháng tù đối với CZ, mức tối đa theo các hướng dẫn liên bang. Chia sẻ trên mạng xã hội sau khi thỏa thuận dàn xếp được công bố, CZ xác nhận từ chức CEO của Binance, gọi đây là việc làm đúng đắn, chịu trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra. Đây là đòn giáng tiếp theo vào lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã chao đảo vì các cuộc điều tra và các cáo buộc gian lận nhằm vào nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried, nhân vật được coi là kình địch của Changpeng Zhao. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết tình trạng suy yếu của lĩnh vực bất động sản thương mại tại các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể kéo dài trong nhiều năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các ngân hàng và các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Trong báo cáo đánh giá ổn định tài chính công bố ngày 21 tháng 11, ECB nhấn mạnh giá trị của các bất động sản thương mại đã chịu tác động do tình hình kinh tế suy giảm và lãi suất cao trong năm ngoái, ảnh hưởng tới lợi nhuận và mô hình kinh doanh của lĩnh vực này. Dù nhận định bất động sản không phải là lĩnh vực đủ lớn để gây ra rủi ro mang tính hệ thống đối với các nhà cho vay, nhưng các chuyên gia ECB cho rằng lĩnh vực này có thể làm tăng các cú sốc trên toàn hệ thống tài chính và tác động mạnh tới các công ty tài chính, từ các quỹ đầu tư cho tới các hãng bảo hiểm. Báo cáo của ECB cho biết thêm, các khoản vay thế chấp mua nhà ở hiện chiếm 30% số khoản cho vay của ngân hàng, trong khi tỷ lệ này đối với bất động sản thương mại là khoảng 10%. Cũng theo báo cáo, trong nửa đầu năm nay, số giao dịch bất động sản thương mại đã giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 17 tháng 11,
Tỷ lệ lạm phát tại Eurozone trong tháng 10 đã giảm từ mức 4,3% của tháng trước xuống còn 2,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Mặc dù lạm phát yếu hơn đáng kể, các nước vẫn cần nỗ lực về mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ngân hàng này đã tăng lãi suất chủ chốt một cách đáng kể trong suốt năm qua để chống lạm phát cao, nhưng gần đây vẫn giữ nguyên lãi suất. Lạm phát Eurozone đạt đỉnh điểm là 10,6% vào tháng 10 năm ngoái. Trong quý 3, nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong năm và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục. Dữ liệu chính thức hôm 20 tháng 11 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan trong quý 3 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 2,4% của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng trưởng 1,8% trong quý 2. Dữ liệu này đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp, nền kinh tế Thái Lan có dấu hiệu giảm tốc. Ông Chua Hang Teng, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng DBS, nhận xét nguyên nhân đằng sau sự chậm lại của Thái Lan là do chi tiêu công, hàng tồn kho và xuất khẩu hàng hóa bị sụt giảm, bất chấp tiêu dùng tư nhân và du lịch tăng trưởng mạnh. Thái Lan đã trải qua nhiều tháng bế tắc chính trị và chứng kiến biến động trên thị trường chứng khoán, cho tới mãi đến cuối tháng 9 mới ổn định trở lại, khi ông Srettha Thavisin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan. Các nhà phân tích kinh tế cho rằng, sự phục hồi kinh tế dài hạn của Thái Lan có thể gặp nhiều thách thức. Họ dự đoán tác động từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ rõ rệt hơn trong tương lai. Thưa quý vị, năm nay đánh dấu tròn 100 năm dòng rượu whisky của Nhật Bản có mặt trên thị trường quốc tế. Trong 100 năm qua, whisky Nhật Bản ngày càng khẳng định được vị thế trên thế giới. Những năm gần đây đã có thêm rất nhiều xưởng rượu thủ công ra đời, khẳng định và tiếp nối truyền thống của các tiền bối trong ngành. Năm 1923, nhà máy chưng cất đầu tiên của tập đoàn Suntory ở Yamazaki, miền Tây Nhật Bản được thành lập. Sau 100 năm, ngành whisky Nhật Bản đã có hơn 100 nhà máy được cấp phép. Một nửa trong số này được thành lập trong 10 năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với whisky Nhật Bản, nhất là whisky thủ công. Nhà máy Shizuoka của ông Taiko Nakamura là một trong những thương hiệu whisky thủ công như vậy. Nhà máy do ông nội ông thành lập. Giờ đây, ông đang khao khát làm điều gì đó sáng tạo hơn và đã tìm thấy nguồn cảm hứng trong chuyến thăm một nhà máy ở Scotland. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy một nhà máy chưng cất, tôi đã rất ấn tượng bởi sự tuyệt vời của nó. Tôi thấy nhà máy chưng cất nhỏ ở vùng nông thôn miền núi này đang bán rượu whisky ra toàn cầu. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn tự làm rượu whisky của riêng mình và bán ra khắp thế giới. Để tạo sự khác biệt, nhà máy Shizuoka là nhà máy duy nhất trên thế giới chưng cất whisky bằng củi thay vì sử dụng khí đốt hoặc than đá. Vì làm bằng củi nên cần một công nhân mặc đồ bảo hộ cẩn thận, ném những khúc gỗ tuyết tùng Nhật Bản vào lò lửa và đóng cửa lại. Rượu whisky Nhật Bản tuy có từ lâu, nhưng phải đến năm 2008 mới bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới, nhờ giành được một số giải thưởng. Nhu cầu tăng cao bất thường đã khiến cho tới năm 2015, nguồn cung cạn kiệt. Giá rượu tăng vọt. Năm 2020, trong một cuộc đấu giá ở Hồng Kông, Trung Quốc, một thùng 54 chai whisky thủ công Ichiroman đã bán được 1,5 triệu đô la Mỹ. Tuần trước, một chai whisky Nhật 52 tuổi đã được Sotheby's bán với giá được coi là cao nhất từ trước tới nay, gần 374.000 đô la Mỹ. Khẩu vị rượu Nhật Bản gia tăng trên thế giới đã khiến doanh nghiệp whisky này nở, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải giữ được uy tín cho ngành. Tôi tin là chúng tôi sẽ phải cố gắng hết mình để làm ra các sản phẩm tương xứng với những gì mà các tiền bối trong ngành đã tạo dựng. Mọi người đều biết các thương hiệu rượu whisky lớn như Suntory và Nikka, và tất nhiên có rất nhiều khách hàng uống chúng. Nhưng chúng tôi đang rất nỗ lực để cung cấp nhiều lựa chọn rượu whisky từ các nhà máy chưng cất thủ công như Chichibu, Akeshi, Shizuoka, Kanosuke tới tay khách hàng. Theo thống kê của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu rượu whisky Nhật Bản trong năm 2022 lên tới 56 tỷ yên, khoảng 430 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 10 lần so với năm 2014 và chỉ đứng thứ hai trong số các sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ nông nghiệp. Thưa quý vị, thị trường bất động sản phát triển với tốc độ rất nhanh những năm qua, một phần do nhu cầu đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường này đang nguội lạnh do bị đẩy giá quá cao, vướng pháp lý, khiến niềm tin của nhà đầu tư chững lại.
Đánh giá về khả năng tăng trưởng của thị trường, Horea cho biết dấu hiệu phục hồi sẽ rõ nét từ nửa cuối năm 2024 trở đi. Nhiều chuyên gia dự báo thời điểm để bất động sản có thể cải thiện rõ nét hơn là sau quý 2 sang năm. Khi lãi suất ngân hàng giảm sẽ tác động rõ nét tới thị trường. Thời điểm hiện tại, từ nay đến đầu sang năm, việc hạ lãi suất điều hành sẽ khó khăn. Nguyên nhân không nằm ở lạm phát mà vấn đề cơ bản là áp lực tỷ giá. Nếu tỷ giá tăng cao quá, không chỉ là dòng tiền mà bản thân doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, vẫn phải chấp nhận mức độ mất giá của đồng tiền Việt Nam nhưng không thể quá cao. Đánh giá về khả năng tăng trưởng của thị trường, Horea cho biết dấu hiệu phục hồi sẽ rõ nét từ nửa cuối sang năm trở đi, bởi vì vấn đề pháp lý, vướng mắc lớn nhất đang được cơ quan nhà nước tháo gỡ bằng các dự thảo luật sửa đổi, gồm luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Hàng trăm dự án cũng đang được gỡ khó, cùng với việc các chủ đầu tư tái cấu trúc, cơ cấu lại sản phẩm và giảm giá nhà sẽ cùng giúp thị trường có triển vọng hồi phục. So sánh với năm 2017 là đỉnh của thị trường bất động sản, sau giai đoạn khủng hoảng đóng băng 2011-2013 và phục hồi tăng trưởng trở lại từ năm 2014, đã cho thấy rõ là thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh kể từ sau năm 2017 đã liên tục bị sụt giảm nguồn cung và kể từ năm 2020 còn bị lệch pha sản phẩm nhà ở, lệch về phân khúc nhà cao cấp dẫn đến tình trạng giá nhà tăng liên tục cho đến nay. Mặc dù thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn, nhưng hoàn toàn có căn cứ để khẳng định chắc chắn về triển vọng phục hồi trở lại và tiếp tục tăng trưởng theo định hướng phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp, dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14-N15, đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy. Đây chính là những dự án vi phạm về xây dựng, nhồi thêm tầng cao, góp phần băm nát tuyến đường Lê Văn Lương mà truyền hình VOV đã nhiều lần đề cập. Liên quan đến ô đất N14-N15 đường Lê Văn Lương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ô đất có tổng diện tích 12.560,6m2, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 11 tháng 8 năm 2016. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, có phát sinh đơn thư. Căn cứ báo cáo của Thanh tra thành phố về việc xem xét đơn thư, tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo về việc dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Về việc xử lý các nội dung tồn tại của dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao các sở, ngành, ra soát quy định hiện hành để tham mưu đề xuất. Được biết, hồi tháng 5 năm 2022, Thanh tra Bộ Xây dựng công bố kết luận thanh tra số 39, trong đó chỉ giao một số lô đất bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu chậm tiến độ nhiều năm, bỏ hoang lãng phí. Cùng với đó, kết luận chỉ ra loạt vi phạm trong quy hoạch, xây dựng các dự án cao ốc hai bên tuyến đường này. Theo kết luận thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng, hàng loạt các dự án được điều chỉnh nâng tầng sai quy hoạch trên tuyến đường Lê Văn Lương. Thậm chí có những dự án bị điều chỉnh nhiều lần theo hướng thay đổi chức năng sử dụng đất, nhồi thêm tầng cao. Đơn cử dự án Manhattan Tower sau 4 lần điều chỉnh sai quy định đã tăng số tầng trung bình từ 5 lên 30 tầng, làm tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người. Dự án Times Tower của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội điều chỉnh tăng tầng cao từ trung bình 7 tầng cùng 1 tầng kỹ thuật, 1 tùm thành 25 tầng, mật độ xây dựng từ 56,7% thành 59,5%, tăng thêm dân số 680 người. Dự án Handy Resco Lê Văn Lương do liên danh Tổng Công ty Handico và Công ty Handy Resco là chủ đầu tư với 4 lần điều chỉnh, đã điều chỉnh từ đất ở thành văn phòng thương mại năm 2008, thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ năm 2012, một khối văn phòng lại thành tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ năm 2017, nâng từ 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người. Diện tích sàn xây dựng tăng thêm hơn 10.790m2. Dự án Hà Nội Centerpoint do Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư, điều chỉnh đất công cộng thành phố thành đất xây nhà ở cho thuê và đã xây thành nhà ở và tiếp tục bị biến thành hỗn hợp, văn phòng, dịch vụ và nhà cho thuê. Mật độ xây dựng dự án này tăng từ 26 lên 52%, tầng cao từ 15 tầng lên thành 32 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng 1.060 người. Tại dự án The Golden Palm do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, điều chỉnh sai quy định từ đất ở thành dịch vụ thương mại,
thành nhà ở, mật độ xây dựng từ 51,7% với tầng cao điều chỉnh liên tiếp từ 9 lên 23, rồi lên 25 và sau đó lên 27 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng 914 người. Ở dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 đường Lê Văn Lương, do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư làm chủ đầu tư, đã được điều chỉnh sai quy định từ đất ở thành đất xây trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tầng cao từ trung bình 7 đến 9 tầng thành 16 tầng. Dự án tòa văn phòng Hood Tower điều chỉnh sai quy định trong xây dựng. Đất cho dự án này được điều chỉnh từ đất ở thành đất xây dựng văn phòng, khách sạn, thương mại, rồi biến thành tòa nhà văn phòng Hood Tower. Hệ số sử dụng đất tăng từ 3,1 lần thành 10,9 lần, tầng cao tối đa từ 16 tầng lên thành 32 tầng. Tòa Golden West do công ty Việt Tradico làm chủ đầu tư, 3 lần bị điều chỉnh sai quy định, từ 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ từ 38% lên thành 47%, số căn hộ từ 352 căn thành 740 căn.